hãng Reuters ngày 4 tháng 7 đưa tin chính quyền Taliban tại Afghanistan vừa ra lệnh cho các thẩm mỹ viện phải đóng cửa trong vòng một tháng, trong động thái mới nhất giới hạn phụ nữ tiếp cận những nơi công cộng. Thời hạn đóng cửa các tiệm làm đẹp dành cho phụ nữ là một tháng, theo ông Mohammad Sadiq Akif, phát ngôn viên Bộ Phòng chống tệ nạn và tuyên truyền đạo đức Afghanistan. Các thẩm mỹ viện mọc lên ở Kabul và các thành phố khác ở Afghanistan trong những tháng sau khi Taliban bị lật đổ vào cuối năm 2001, vài tuần sau vụ tấn công khủng bố 11.9 ở Mỹ. Nhiều nơi vẫn mở cửa sau khi Taliban trở lại nắm quyền cách đây khoảng 2 năm, nhưng các biển báo và cửa sổ được che kín. Những thẩm mỹ viện này tiếp tục cung cấp việc làm cho một số phụ nữ, cũng như dịch vụ cho khách hàng. Chính quyền Taliban nói rằng họ tôn trọng quyền của phụ nữ, theo cách giải thích của họ về luật Hồi giáo và phong tục Afghanistan. Nhiều nước và giới chức Liên Hiệp Quốc đã lên án những hạn chế ngày càng tăng đối với phụ nữ kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021, sau khi đánh bại chính phủ do Mỹ hậu thuẫn và lực lượng nước ngoài rút lui. Năm ngoái, chính quyền Taliban đã đóng cửa hầu hết các trường trung học dành cho nữ sinh, cấm phụ nữ học đại học và không cho nhiều nữ nhân viên cứu trợ Afghanistan làm việc. Trước khi ra lệnh cấm các thẩm mỹ viện, Taliban đã cấm phụ nữ đến nhiều nơi công cộng bao gồm nhà tắm, phòng tập thể dục và công viên. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.